tuyển Việt Nam mất oan bàn trước Thái Lan. Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 19 tháng 11, trọng tài Ahmed Ankaf người Oman đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. Đáng chú ý là bàn thắng không được công nhận của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở phút 31. Đó là tình huống từ quả phạt góc bên cánh phải của tuyển Việt Nam. Thủ môn Kawin chọn sai điểm rơi. Trong pha bật cao không chiến, trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu vào lưới trống, nhưng bàn thắng không được công nhận cho đội chủ nhà. Trọng tài Ahmed Ankaf cho rằng cũng ở tình huống này một cầu thủ Việt Nam khác là Đoàn Văn Hậu khi nhảy lên tranh bóng bổng đã va chạm với thủ môn Thái Lan và lỗi thuộc về Đoàn Văn Hậu. Đánh giá về tình huống này, trưởng ban trọng tài VFF, cựu còi vàng Dương Văn Hiền cho biết, Bùi Tiến Dũng đã bị mất oan bàn thắng, đó là tình huống trọng tài thổi phạt Văn Hậu, nhưng không chính xác. Trong pha đó, Văn Hậu nhảy lên đánh đầu, còn thủ môn từ trong lao ra. Theo luật, trong vòng 5 mét, các thủ môn chỉ có tay hơn cầu thủ, còn mọi va chạm khác đều bình thường như nhau. Ông rất tiếc khi người đồng nghiệp của mình có quyết định sai lầm làm tuyển Việt Nam mất đi bàn thắng quý giá. Còn ở tình huống Việt Nam bị thổi phạt 11m thì quyết định của ông Ahmed Ankaf chính xác. Cùng chung quan điểm với ông Dương Văn Hiền, cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm cho biết tình huống tối diễn ra không rõ ràng, nhưng trọng tài chính trọng tài Ahmed Ankaf lại đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng. Ông Lâm cho biết, cũng chính vị trọng tài này đã cho U23 Iraq được hưởng quả phạt đền ở tình huống tương tự. Trong trận tứ kết với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018, theo cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng, Văn Hậu đã bật lên đánh đầu trước khi thủ môn Kaewin của Thái Lan lao đến. Thủ môn Thái Lan va chạm với Văn Hậu thì không thể phạt hậu vệ của Việt Nam.